Như vậy là một năm đã qua đi, từ ý tưởng ban đầu của những người tâm huyết, kèm theo đó là sự cộng hưởng của những trái tim đầy nhiệt huyết, trong đó có cả những nghệ sĩ tên tuổi đã từng khẳng định được tài năng của mình trên sân khấu nghệ thuật. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, sau những trăn trở nhiệt huyết cho công tác cổ vũ của cổ động viên bóng đá Nam Định nói chung, được sự đồng thuận và ủng hộ của những người anh, người em của ban điều hành cổ động viên bóng đá Nam Định, bên cạnh đó là sự đam mê, cống hiến, tận tâm, tận hiến của nghệ sĩ kèn saxophone Nguyễn Tuân, những bản nhạc đầu tiên do MC kèn âm vang thiên trường đã chính thức cất lên trên các khán đài trong các trận đấu của Thép Xanh Nam Định ở tất cả các đấu trường mà đội bóng này tham gia, không kể trên sân nhà hay sân khách. Giữ vai trò hội trưởng của MC kèn âm vang thiên trường là chị Lê Ngọc Huyền. Đây cũng là một trong những phụ nữ duy nhất đang giữ vai trò đứng đầu của một FC cổ động viên tại Nam Định. Một người phụ nữ đã từng sát cánh với đội bóng Thành Nam ở những mùa giải trước đó trong vai trò là một cổ động viên, luôn thể hiện tình yêu và sự đam mê của mình đối với đội bóng quê hương. Trước khi khẳng định được vị thế của mình như thời điểm hiện tại, ở những ngày đầu tiên, FC Âm Vang Thiên Trường đã gặp phải rất nhiều những khó khăn trên con đường hình thành và phát triển, từ việc xây dựng nguồn kinh phí xã hội hóa để duy trì hoạt động, số lượng hội viên, tập luyện để ra mắt những bài cổ động mới, thu xếp điều kiện và công việc cá nhân cho những hành trình tiếp lửa đường xa. Tuy nhiên, với sự cố gắng của ban chấp hành cùng sự chung tay vun vén và ủng hộ của các hội viên, của ban lãnh đạo đội bóng, của các cơ quan ban ngành, của ban điều hành cổ động viên bóng đá Nam Định, của các nhà tài trợ, FC kèn Âm Vang Thiên Trường đã ngày một lớn mạnh và có được sự yêu mến của tất cả mọi người, cũng như thể hiện được vị thế của mình như thời điểm hiện nay. Trong hành trình một năm qua, với sự cố gắng của đội trưởng Nguyễn Tuân, anh đã phối khí và cùng với những người học trò, những người em, những người đồng nghiệp của mình đã cho ra mắt rất nhiều tác phẩm cổ động hay, mới mẻ ở nhiều thể loại khác nhau, như những ca khúc hot và thịnh hành với giới trẻ, những ca khúc nhạc đỏ truyền thống đi cùng năm tháng của dân tộc, những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những ca khúc đồng dao, những ca khúc truyền thống dân ca của các tỉnh thành phía Bắc, những ca khúc bóng đá nổi tiếng của thế giới. Và trên các nền tảng mạng xã hội, những nhạc phẩm do FC kèn Âm Vang Thiên Trường cover lại đã được các khán giả trong và ngoài nước đón nhận, cũng như sự ủng hộ nhiệt tình với con số hàng chục triệu lượt xem. Tính đến thời điểm hiện tại, FC kèn Âm Vang Thiên Trường đã có gần 200 hội viên với đầy đủ các vật dụng cổ vũ và trang phục cổ vũ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, hội cũng đã xây dựng đầy đủ các kênh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội để kết nối giao lưu các khán giả, với cơ cấu phát triển và tổ chức rất chuyên nghiệp, từ ban chấp hành đến những người phụ trách các khâu, kèm theo đó công tác truyền thông luôn luôn được đẩy mạnh. Vượt qua những gian nan thử thách, cùng chúc cho Âm Vang Thiên Trường nói riêng và cổ động viên Nam Định nói chung luôn luôn đầy nhiệt huyết, cháy bỏng đam mê, kiện toàn, hoàn thiện và phát triển hơn nữa trong tương lai, tất cả vì đội bóng quê hương.